quán Bình An nằm trên đường Nguyễn Bình nha cả nhà. Nguyễn Bình, phường Hiệp Thành, Hà Nội, quận 1, tỉnh Bình Dương nha. Mời cả nhà nha. Giờ tiếp tục ăn hộp vịt lộn nướng muối ớt nha cả nhà. Nằm 199 xe 95 đường Nguyễn gì ta? Nguyễn Bình nha cả nhà. Đây, hộp vịt nướng nha. Hộp vịt nướng nha cả nhà. Này mình bán buổi tối không anh? Tầm 16 giờ chiều là có nha cả nhà. Nhìn hấp dẫn không? Cái này là mình luộc trước à? Luộc trước xong. À. Nhà hai ngọn lửa nào. Con vừa đi cái biểu bà ngồi với con đi chợ con máy bay đi vô nhà rồi. Ủa, ra nữa hả? Ra nữa hả? Thêm ra ngoài vừa đi. Sao chiều dài hổ ối rồi trơn qua đã. Nhìn quá hấp dẫn nha cả nhà. Đây mình bán là bao nhiêu một trứng anh? 12.000. À 12.000. Luộc 8.000. Luộc 8.000 nướng 12. Rồi mời cả nhà nha. Cái trứng này là 12.000 nha cả nhà. Cái này nãy mình tính tết mỡ nhưng mà nó là bánh mì nha. Bánh mì chiên giòn. Bánh mì chiên giòn. Cái vị me á rất vừa nha cả nhà. Rau răm à. Đó. Trứng ngon mình chưa? Ngon ngon. Mời cả nhà nha. Rất thơm ngon nha. Mời cả nhà. Rất đậm vị nha. Ngon quá. Mời cả nhà, mời cả nhà nha. Tụi qua đây nha, tụi ăn nè. Quá ngon. Anh cuốn ngon, anh cuốn. Anh cuốn ăn cái thứ hai nè. Ngon quá. Tuấn ơi. Rồi. Giờ đang ăn trứng hụt vịt lộn nướng chỗ Hiệp Thành 3 nha.
Quán này biết ngon là dở, nhìn bà chủ ra. Chị Quyêu dở thì gắn chịu nha, nãy đòi tiền nha. Ngon. Nhớ chiêu Hồng nha. Địa chỉ đâu? Địa chỉ địa chỉ bao nhiêu? Quán Bình An nha. Kế bên đây là 199/95. Ngay nói chung là chung cư Hiệp Thành 3 đi đường Trương Định à. Không ạ. Nguyễn Bình, Nguyễn Bình. Bình. Có chừng 200-300 mét gì đó bên tay phải. Đối diện là bún riêu bắp bò. Ừ. Ngon, vô đây ngon nè. Ngon ba. Ngon. Nhưng mà vô ăn là định trong chén chứ đừng đựng hộp mà chủ đòi tiền nha. Rồi. 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 Rồi nướng chưa? À, rồi xong. Ừ. Rồi được rồi, ổn. Xong rồi con. Ủa chứ anh tuổi chắc không mời à. Ngon mẹ, mẹ, mẹ nói vô đây rồi. Bánh lăng hả? Bỏ quá anh quả. Bánh lăng được quá rồi nha. Thôi mẹ, quả với mèo quả. Chào quả vợ. Ba bốn con rồi. Quả hả? Gì dữ hả? Đâu ra hả? Ủa, cô tiếp con mèo quả ơi. Ờ à, xin luôn. À rồi. Ôi giời ơi, cô tiệt. Con mèo, có con mèo dễ thương quá trời. Nghe nghe sao con? Ngon. Không nhiều đâu rồi. Nó mày nghe thơm quá, mày đút con miếng tóc mỡ ở lộn miếng bánh này thơm quá hả? Rồi nè, ông này kéo ghế cho luôn nè, ông này kéo ghế xác xin nữa nè. Nghe được không? Rồi dấn cho hai đứa không? Con đỏ, con trong đỏ. Rồi nướng cho trứng nữa, bữa nay trứng nữa không? Thêm trứng nữa ha, nướng cho hai trứng nữa. Mẹ lòng đỏ rồi gọi tao ăn. Gọi lòng trắng tao ăn. Mẹ ăn luôn chứ dạ. À. Nè. Ba gọi chịu. Rồi. Ờ nha, tôi lấy mũ luôn hả tôi? À. Vậy hả, là hậu phải muốn qua hết à? Dạ 14 ngàn. Đãi hoài đi con. Cái muỗng con dơ rồi đừng bỏ vô đó nữa. Biết không? Nè, này cô bỏ nó con, muỗng dơ rồi. Nè, đãi nó. Nè, đãi nó. Tụi nó ăn không, bỏ vô nữa. Tụi nó cho ba miếng đi. Hạt chia hả? Nha lam hạt chia. Ngon à. Năm miếng bánh mì không à? Dạ. Năm miếng bánh mì không à? Thì chắc đi coi phim rồi. Vậy là anh đi coi phim rồi thôi. Nóng nè, giờ tới uống review coi sao nè. Ngon. Ba uống mời ăn. Có ăn bún, bún ăn nên thử cho mọi cái này nha mọi người. Tôi nhảy rồi dùm tôi. Trứng kia. Tôi nhảy rồi. Trứng kia.
À, nếu mà lấy trứng này khỏi trứng kia đi, trứng kia thường ăn quá mà. Mua trứng nướng cho ngoài đi, giờ cho ngoài. Chơi nướng cho hai trứng bỏ hòm lên về giùm. Đây là hai trứng, hai trứng ơi. Tụi này rót cho bạn miếng nước rồi. Nó lấy hai cái lên luôn. Thôi uống nước kia nó ngon quá, giờ uống nước ngon. Trời ơi, giỏi vừa à. Cảm ơn Quỳnh nha. Có trà ngon. À. Cái này nó có giống như có cái vị nước ngọt gì trong này hay gì á. Con dính miệng luôn rồi kìa. Dính miệng con luôn kìa. Ở dưới cằm á. Dưới màu đen. Chắc ăn bá vô hành chén cái gì. Cáo lên. Tuấn ăn không bỏ. Vậy. Nghe gì, nghe vị gì? Vị dâu à. Anh chấp anh kiếm anh mua kìa. Mèo. Đúng không? Sao nên không có bỏ mà. Có đâu? Có này có.